để copy liên tục. Sau khi chúng ta đã gửi một lệnh qua máy cắt, chúng ta thực hiện như sau: bấm vào phím copy, bấm vào phím số 1, bấm phím 2 để on. Ở phím số 2 là số lượng chúng ta muốn copy. Ở đây máy cho phép chúng ta thực hiện copy 100 tờ một lần liên tục. Nhấn phím ESC, nhấn phím Enter để bắt đầu copy.